Tiền Giang, bà Phạm Thị Loan, 57 tuổi và chồng bạo hành người mẹ 88 tuổi, vì việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày không theo ý muốn của họ. Ngày 29 tháng 2, bà Loan, xã An Thạnh Thủy và chồng Võ Quốc Tuấn, 56 tuổi, bị bắt tạm giam để điều tra hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Điều 185 Bộ luật hình sự 2015, Đại tá Nguyễn Hồng Hữu, trưởng công an huyện Chợ Gạo cho biết, con trai nhìn vợ đánh mẹ, ảnh cắt từ video. Xuất hiện trong video hơn 2 phút 30 giây lan truyền trên Internet, bà Loan trong lúc thay bỉm cho mẹ chồng 88 tuổi đang nằm trên giường đã dùng tay đánh, cùng với những hành động tỏ thái độ bực tức. Ông Tuấn đứng chứng kiến xong không can ngăn, trái lại than phiền việc bà cụ đi vệ sinh gây mùi hôi. Sau một lúc đi lại, ông này tiến đến cầm cây roi cỏ lên lưng rồi bế mẹ ra nhà sau. Theo cơ quan chức năng huyện Chợ Gạo, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do bà cụ tuổi cao, đạn trí nên việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày không theo ý muốn của vợ chồng ông Tuấn. Bà cụ sinh 3 con gồm ông Tuấn và 2 con gái. Trước đây bà sống với người cháu trai. Khi người này bị bệnh qua đời, bà cụ ở với vợ chồng ông Tuấn. Hiện người con gái đã đến đưa mẹ về chăm sóc. An Nam Les Block X.